Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Với người tuổi ngọ đây là tháng đang có được nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp của mình là nhờ có sự trợ giúp của cục diện ngũ hành tam hợp và bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu tuy nhiên để có thể gặt hái được thành công chạm tay vào điều mà mình mong muốn thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng cần phải cố gắng hết sức bởi chẳng có thành công nào là từ trên trời rơi xuống cục diện ngủ hành tam hợp xuất hiện cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc ôn tập hơn nữa thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ giờ giữa chừng con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù chịu khó quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách vừa giúp củng cố vị trí của bạn do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ bạn thường ham nghiên cứu tìm tòi những điều mới mẻ nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ, cả tin kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ, không phát triển. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ, về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Ngọ âm lịch vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng đối tác nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này việc ký kết được hợp đồng kinh doanh buôn bán được thuận lợi điều này giúp cho bạn bỏ túi không ít tiền bạc tuy nhiên người còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đầu tư kinh doanh thì không nên đưa ra những quyết định chủ quan nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này người khác bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Trong tháng đang gặp nguyệt lệnh Lâm Thai cho thấy bạn nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức. Chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có dùng dình đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ, về phương diện tình duyên. Về phương diện tình cảm tho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi ngọ phát triển rực rỡ vào tháng khởi đầu năm 2022 này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Ngũ hành tam hợp xuất hiện, thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình. Khi có thiện cảm với ai, bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu, chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân quen, bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc bởi tính cách ham vui, chơi bời quá mức của bạn sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy. Tháng này nếu bạn đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm, nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ, về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi ngọ âm lịch thấy rằng đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi ngọ lại có dấu hiệu đi xuống trong tháng này do chịu tác động xấu của bạch hổ. Hung tinh này mang điểm báo tai họa, họa quyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe, vì thế mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ quá xa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụ mị, thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Cẩm Nang Vượng Vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết tinh thần hăng hái, dễ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Hợi. Tiểu nhân, người tuổi Thìn, người tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, không nên, cả thèm chóng chán, hãy kiên trì với công việc. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi dậu. Tiểu nhân, người tuổi dần, người tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. Tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp ký kết đầu tư. Quý nhân, người tuổi sửu, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi mão. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết vợ chồng thấu hiểu, luôn trao đổi mọi công việc với nhau. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi dậu. Tiểu nhân, người tuổi dần, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết gặp được người phù hợp mối quan hệ đôi bên tiến triển nhanh chóng. Quý nhân, người tuổi dậu, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi hợi, người tuổi dần. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi ngọ trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.